Chào tất cả các anh em đang theo dõi video trên kênh Cám Đất Việt. Hôm nay thời tiết rất là đẹp và đã có chút xe lạnh của đầu mùa đông rồi. Đấy, hiện tại thì mình đang ở nhà. Đấy, mình đang ở trên tầng 4, khu này là mình để riêng để nuôi chim nha các bạn. Ở trên đây thì nó không rộng rãi như ở dưới quê nhà mình. Đấy, hôm nay em cho các bạn thưởng thức nghe một chút một trong các chú họa mi mình đang nuôi chơi ở nhà phía sau này. Các bạn nhớ đăng ký kênh Cám Đất Việt trên YouTube hay là trên Facebook và nhấn chuông thông báo nhé để xem nhiều nhất cái video mà mình đăng lên. Đó. Đây, các bạn sẽ bước vào trong nhà cùng với mình nhé. Đây, bước qua cửa sổ. Đây, con chim vẫn chưa bỏ áo lồng ra đâu này, mi màu xòe. Đây, chưa bỏ áo lồng ra đâu các bạn, thiếu. Đây là cái số điện thoại cũng như là website của Cám Đất Việt này. Thì các bạn đặt cám ấy, liên hệ gọi điện trực tiếp qua số điện thoại giúp mình nhé. Đấy, nhà mình thì vừa chơi vừa chia sẻ cho anh em, do vậy là không có để qua bất cứ một đại lý cửa hàng nào đâu. Là các bạn gọi trực tiếp miễn phí tiếp cận nhà luôn. Quay trong nhà ra. Cám thì mình để hết ở đây. Cho ra cái này cho dễ. Đây, than bụi. Ra phía bên ngoài nhá. Clip mình xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các anh em đã luôn luôn tin dùng ủng hộ Cám Chim Đất Việt, và một lần nữa xin mời các bạn là nhấn nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để theo nhiều dõi nhiều video được theo được nhiều video sớm nhất mà mình đăng lên nhé. Rồi xin chào tất cả các anh em, chúc anh em ngày mới vui vẻ.